Gì vậy? Chúng ta lại đến tiệm đồ cổ nữa hả? Lần này là đến để kiếm tiền. Ý anh là sao? Không hiểu hả? Học đây nè. Ông Phùng, hai vị muốn xem gì vậy? Ông Phùng, gần đây làm ăn tốt nhỉ? Cậu là? Tôi là bạn mà anh Phạm Hào giới thiệu qua đây. Anh Phạm Hào giới thiệu qua sao? Vậy thì cứ xem thoải mái đi. Thích món gì thì ông Phùng đây sẽ lấy giá ưu đãi cho cậu. Vậy thì cảm ơn ông Phùng trước. Nhưng ông Phùng này, ở đây ông có món đồ gì tốt thì ông cứ lấy nó ra trước đi, chúng tôi đỡ phải cất công đi xem nữa. Cậu xem trái hồ lô vàng tím này thế nào? 50. Ông già này muốn chơi mình. Trái hồ lô này trông cũng đẹp đấy. Anh Lê Vũ, tôi gọi anh một tiếng, anh có dám đáp lại không? Bỏ xuống. Cậu xem, nếu cậu thích nó, không mặc cả. Cái này, 50. Tên nhóc này, cậu nói đùa gì thế, 50.000. Cái thứ đồ chơi rác này, 50, tôi cũng không mua đâu. Cậu nhóc này, cậu xem kỹ món đồ này đi. Nhìn màu sắc này xem. Thôi được rồi, đừng có cái này cái kia nữa. Ông biết cái gì là vàng tím không vậy? Đó là đá quý. Còn cái này của ông cũng chỉ là một cái bình gốm sứ mà thôi. Tôi nhớ nhầm. Nhớ nhầm rồi. Ông già kia, ông dám lừa ông đây sao? Có tin là tôi đập hết cái tiệm tồi tàn này của ông không? 10 triệu hạ xuống còn 250. Đây là món đồ quý giá nhất, đáng tiền nhất của cửa hàng này đấy. Lần này là đồ thật, dù vỡ rồi vẫn đáng 250 tệ đấy. Vậy cái còn nguyên thì cũng không đến 500 đâu nhỉ? 10 triệu. Cái gì? Món này giá 10 triệu đấy. Sao ông không nói nó đáng giá 100 triệu luôn đi? Tôi đã tìm người giám định cái này rồi. Các cậu đã đập vỡ rồi thì phải đến 50 triệu. Sao các cậu không nói gì đi? Giả vờ không nghe thấy sao? Người già thì đừng có nóng tính như thế. Tôi đâu có nói sẽ không bồi thường. Cây châm này bao nhiêu tiền vậy? 5.000 tệ. Trúng bánh rồi. 3.000. Nhóc con này, hôm nay cậu đến đây để kiếm chuyện sao? 1.000. Chốt nhé. Được. Một tiếng sau, tôi sẽ quay lại đền tiền cho ông. Tại sao tôi phải tin cậu? Lê Vũ của Long Thành này, ông cứ ra đường nghe ngóng thử xem. Hôm nay ông chỉ dựa vào món hàng vỡ này mà lừa tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu không phải nể mặt anh Phạm Hào thì đừng nói cái tiệm này của ông, mà đến cái mạng già của ông tôi cũng đòi đấy. Trương Bảo, ở đây chờ tôi. Một tiếng sau tôi quay lại. Xin chào, tôi tìm chú Lý. Anh có việc gì thì tìm tôi là được. Cậu là chú Lý sao? Sao tôi phải tìm cậu chứ? Anh đang kiếm chuyện phải không? Gọi chú Lý ra đi. Chú Lý. Cậu nhóc, cậu to gan lắm, dám gây sự ở đây. Tôi nào dám, chỉ là tôi có một vật muốn nhờ chú xem thử. Món này sao lại nằm trong tay cậu ta? Đây rõ ràng là lô hàng được khai quật từ mộ công chúa. Cái này thoạt nhìn thì là của nhà Thanh, nhưng thực ra niên đại có thể còn xa hơn. Tay nghề cũng khá tốt. Món đồ tốt này. Cậu nhóc, cậu lấy cái này ở đâu vậy? Cái này tôi cũng không rõ, chú đừng hỏi dò nữa. Được, đã xem đồ giúp cậu rồi, không có vấn đề gì. Còn phiền chú xem giá nữa, tôi muốn bán nó. Vậy thì phải mời cậu về rồi. Tinh La Trai của chúng tôi không nhận được. Sao vậy? Chẳng phải Tinh La Trai thứ gì cũng nhận sao? Đó đều là tin đồn trên giang hồ thôi, đừng xem đó là sự thật. Mời về cho. Thế này, lúc anh Phạm Hào còn sống, tôi đã nghe anh ấy khen Tinh La Trai, nói là chỗ này được lắm. Xem ra bây giờ cũng đến thế thôi. Thật sự là có quen biết với Phạm Hào. Khoan đã, cậu này, nghe vậy thì cậu là bạn của Phạm Hào rồi. Nếu chú đã không nhận
vậy thì cũng đừng nghe ngóng nữa. Vốn dĩ tiệm của tôi có quy tắc riêng, không nhận những thứ không rõ ràng. Nhưng cậu lại nhắc đến Phạm Hào, tôi ít nhiều cũng phải cho cậu chút mặt mũi chứ nhỉ. 50 triệu, thế nào? Quá được. Chú Lý, hào phóng quá. Chốt nhé. Tôi chuyển tiền cho cậu rồi đấy, cậu kiểm tra đi. Cảm ơn chú Lý. Cây trâm đây, chú giữ kỹ nhé. Tôi đi đây. Người này chắc chắn có vấn đề, theo dõi cho tôi. Dạ. Thanh toán 10 triệu, không phải chứ? Chuyện thật sao? Điên rồi, 10 triệu, tôi sẽ cướp cái tiệm này, rồi mình chạy. Được rồi, anh cũng chỉ được mấy việc đó thôi. Cậu nhóc, cậu vừa làm gì thế? Đi thôi. Đúng rồi, ông chủ, quên nói với ông, cây trâm của ông ấy đúng là không tồi, tôi bán với giá 50 triệu đấy. 50 triệu. Anh Lê Vũ, một cây trâm nhỏ xíu mà anh bán được 50 triệu sao? Anh còn dám nói nữa sao? Chúng ta đã cho không? Người ta 10 triệu đấy. Cái này mà tôi không biết sao? Ai đó? Ai vậy? Đây là... Chú Lý. Cậu nhóc, tôi cho các cậu một cơ hội. Mau nói xem, cây trâm đó ở đâu ra? Chú Lý, việc mua bán này đã xong rồi. Chú đang làm gì thế? Đừng nói nhảm với tôi. Tôi nghĩ nó là đồ ăn trộm. Cây trâm đó, tôi lấy nó từ ông Phùng. Hắn sao? Kẻ ngu ngốc như hắn mà lại có thứ này. Tôi đã nói những gì cần nói rồi. Nếu chú không tin thì thôi vậy. Hay là tôi nói nhé. Cây trâm đó là lô hàng khai quật từ Tây Sơn. Không biết sao lại rơi vào tay các cậu. Cậu nói xem, có phải là quá trùng hợp không? Tôi biết lô hàng ở Tây Sơn bên trong không có cây trâm này. Lô hàng do tôi phụ trách. Có món đồ nào mà tôi không biết sao? Cái gì? Nghĩa là chú làm việc cho Phạm gia mà còn dám làm chuyện này? Chú không sợ bị người ta phát hiện thì họ sẽ đòi mạng chú sao? Được rồi, cậu đừng lo lắng cho tôi nữa. Hôm nay nếu cậu không nói rõ chuyện này thì cậu nên lo cho cái mạng quèn của mình đi. Chúng tôi đã nói những gì cần nói rồi. Chú Lý, anh Lê Vũ và Phạm Hào là bạn bè, dù sao cũng xem như người cùng phe. Chú làm vậy thì không phải lắm. Cậu là cái thá gì mà còn đứng đây sủa thế? Này lão già kia, tôi nể mặt chú, tôi gọi chú một tiếng chú Lý thì chú đừng có mà quá quát nữa. Chú nghĩ Trương Bảo tôi lăn lộn nhiều năm vô ích sao? Trương Bảo sao? Nửa tháng trước, thị trường Thanh Thủy đã gây chuyện tại một quầy hàng dưới trướng tôi. Chính là cậu sao? Vậy thì sao? Anh Phạm Hào đã ra mặt xử lý rồi, sao chú còn chưa thôi thế? Lại nhắc đến Phạm Hào, không phải cậu ta trầu trời rồi sao? Vô dụng thôi. Hôm nay thù mới nợ cũ, tính một lần đi. Sao nào, tính lấy món đồ chơi đó hủ tôi sao? Bắn đi. Câm miệng. Chú Lý, chú làm thế này có hơi quá rồi. Ăn cắp đồ của tôi, gây sự với tôi, không có lời giải thích, tôi tha được sao? Đừng. Chú Lý, chú xem, chuyện này chúng tôi sai rồi. Như vậy đi, cây trâm chú giữ đi, còn tiền tôi sẽ trả cho chú. Chú thấy có được không? Cậu bớt dài dòng đi. Tôi liều mạng với chú, anh bảo. Thằng nhóc, trước khi trầu trời, cậu còn lời gì muốn chăn chối không? Không, không thể mất mạng vậy được. Chú Lý, như này đi, chú tha cho tôi một mạng. Sau này tôi sẽ báo đáp gấp trăm lần được không? Cảm ơn. Nhưng mà không cần đâu. Đừng mà. Alo. Alo anh Lê Vũ, vết thương của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Chừng nào chúng ta đi báo thù? Lại chuyện gì đây? Anh Lê Vũ ơi,
sao không có tiếng gì vậy? Đừng vội, đợi một chút đi. Chúng ta hôm nay có lịch trình gì không? Hôm nay ở nhà hết đi, đừng đi đâu cả. Được, anh muốn nghỉ ngơi vài ngày sao? Anh với chị dâu chơi vui vẻ nhé. Cúp đây, tạm biệt. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy? Anh cũng không rõ nữa. Chỉ là gặp ác mộng thôi. Có lẽ thế. Nhưng nó cũng quá chân thật rồi. Mơ chỉ là mơ thôi, tất cả đều là giả. Được rồi, em sẽ đi làm bữa sáng cho anh. Khoan đã, em khỏi cần làm. Anh có việc nên sẽ đi trước. Việc gì mà gấp vậy? Đúng rồi, nếu tối nay mà không thấy anh về nhà, em đến biệt thự Phạm gia tìm chú Long, nói rằng anh ở Tinh La Trai. Tinh La Trai sao? Anh lại muốn đi kiếm mấy món đồ cổ nữa sao? Nghe lời, làm theo những gì anh nói. Chẳng lẽ những gì mình trải qua không phải là mơ mà là thật sao? Nè cậu nhóc, tôi thấy cậu nhìn thứ này cũng lâu rồi. Đây chính là kho báu của cửa tiệm chúng tôi. Năm đó vua Cản Long lấy làm phần thưởng tặng cho Tử Vi Cách Cách. Và năm đó thứ đồ này có giá trị liên thành. Tôi thấy cậu có duyên với nó. 5.000 tệ, nó sẽ là của cậu. Thứ đồ này nhìn qua có vẻ khá tốt. Ở đâu ra vậy? Cái này tất nhiên là được lưu truyền lại rồi. Bởi vì tôi có duyên với nó, cho nên nó đã nằm gọn trong bàn tay của ông Phùng tôi. Là ông không biết hay là không muốn nói, sao cậu lại quan tâm gốc gác của nó vậy? Vì tôi sợ thứ này là vật ăn cắp. Nhóc con, tôi nói thật với cậu, cửa tiệm của ông Phùng tôi mở 3 đời rồi, chưa từng xảy ra chuyện như cậu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nghe nói thời gian trước Tây Sơn xuất hiện một lô hàng, trong đó mất một cây châm. Vừa khéo khá giống với cây châm này. Sao cậu lại biết chuyện đó vậy? Chuyện đó ông không cần quan tâm. Cái này cậu yên tâm, đồ vật trong cửa tiệm tôi chắc chắn không phải là thứ kia của Tây Sơn. Tôi đã kiểm định qua rồi. Cái lão già ngốc nghếch này hệt như chú Lý nói, cái gì cũng không biết. Vẫn là ông Phùng thông thái. Nhưng mà ông giữ cái món đồ rách này làm cái gì vậy? Nếu nói về chiếc châm này, một thời gian trước có người đã để nó ở cửa hàng của tôi, bảo là tôi bảo quản nó một thời gian, còn cho tôi một ít tiền nữa. Bẵng đi một thời gian cũng không thấy người đó quay trở về, nên tôi bày nó ra bán luôn. Có thể trả bao nhiêu thì cứ trả đi. Ông không sợ người đó quay lại kiếm sao? Thứ đồ chơi rách nát như vậy rồi cũng không ai thèm đâu. Nói cũng có lý. Vậy nhé, tôi sẽ lấy nó thay cho ông. 1.000 tệ thế nào? Hay là tăng thêm một tí đi? Vậy ông tự giữ đi, tôi cũng không thèm. Được, tôi đồng ý. Được thôi, thế có phải hay không? Nhưng mà này, tôi phải nói một câu, sau này ông thực sự phải mua những món tốt một chút, đừng lấy những thứ như cái bình rách này mà đi lừa người khác. Cậu thì biết gì chứ? Đó chính là bình hồ lô tím vàng, là kho báu của tiệm tôi. Cậu thì biết cái khỉ gì chứ? Vậy ông cứ từ từ mà giữ nó đi. Cái châm này thật đẹp. Lấy từ đâu vậy? Tìm được ở phố đồ cổ. Nhưng mà cái này chính là cây châm bị mất trong lô hàng Tây Sơn mấy ngày trước. Trong lô hàng đó tôi không nhớ là có cây châm này, cho nên tôi nghi ngờ nhóm người mà anh Phạm Hào tìm có người trộm nó. Bọn người lão Tam hình như là người của cậu Lý. Nhưng mà bọn họ cũng quen biết với Phạm gia nhiều năm rồi, chắc là sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Sự thật đã bày ra trước mắt chú rồi, chú còn chưa tin sao? Cụ thể như thế nào? Chúng ta đi tìm và hỏi bọn họ là được. Thằng nhóc, cậu là ai vậy? Cậu rốt cuộc muốn làm gì đây? Chú hoảng cái gì vậy? Tôi chỉ là tìm chú
để hỏi một vài câu thôi. Hỏi cái gì chứ? Cậu có biết tôi là ai không? Tất nhiên là biết rồi. Chủ lý của Tinh là trai. Cậu đã biết rồi mà còn dám làm vậy? Có tin tôi sẽ xử luôn cậu không? Cậu Lý, lâu rồi không gặp, tính khí cũng nóng nảy nhỉ. Anh Long, đây là, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta là người một nhà với nhau mà. Người một nhà ư? Nên là cậu mới thò một tay vào trong túi của tôi nhỉ? Là sao chứ? Tôi nghe không hiểu. Không hiểu sao? Vậy có cần tôi giúp cậu động não không? Anh Long, có phải anh hiểu lầm gì tôi không vậy? Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm gì đó. Nhưng mà cậu phải giải thích cho tôi chiếc châm này là như thế nào? Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu? Vẫn không muốn thừa nhận sao? Tôi thật sự không nói dối. Tôi xin thề. Lê Vũ, cậu nói đi. Được. Nửa tháng trước, một lô hàng được phát hiện ở Tây Sơn. Chú muốn tìm một ai đó giúp chú lấy hàng. Đáng tiếc, người đó vì lợi ích cá nhân nên đã nuốt luôn số hàng đó. Thế là đem hàng gửi tới tiệm của ông Phùng cái gì cũng không biết kia. Nghĩ rằng qua một thời gian sau, thời cơ chín muồi rồi mới ra tay. Chỉ là không ngờ tôi lại nhanh hơn, lấy đồ trước người kia rồi. Cậu rốt cuộc là thằng quái nào? Sao lại ngậm máu phun người ở đây? Muốn bằng chứng ư? Người mà tôi đang nói đến, chú nghĩ tôi không tìm thấy sao? Đậu xanh, cái tên khốn lão tam này vậy mà dám bán đứng tôi. Chú Lý, sao lại khai ra hết rồi? Nếu chú diễn thêm một chút, nói không chừng chúng tôi tin rồi đấy. Thằng nhóc cậu gài bẫy tôi thì sao? Đừng mà. Anh Long, nể tình tình bạn bấy lâu nay của chúng ta, anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Cậu cũng biết đã thân quen nhiều năm như vậy, vậy mà cậu lại làm việc như vậy. Phải. Nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, vậy sau này Phạm gia làm sao lăn lộn giang hồ? Tôi, như vậy đi, cây châm cũng đã ở trong tay các người, tôi sẽ cho Phạm gia thêm 50 triệu nữa. Chuyện này cứ thế bỏ qua đi, được không? Chú Long, chú cảm thấy như thế nào? Bỏ qua vậy. Nể tình cậu đã phục vụ cho Phạm gia nhiều năm như vậy, hôm nay sẽ tha cậu một mạng. Nhưng kể từ hôm nay, tôi không muốn ở Long Thành này gặp lại cậu. Được. Cảm ơn anh Long. Cảm ơn cậu. Anh còn có nhã hứng đến đây tham gia buổi đấu giá sao? Tạo động lực cho bản thân thôi. Hôm nay đến tham gia buổi đấu giá này toàn là những người có máu mặt ở Long Thành. Chỉ cần có mặt ở đây cũng coi như thông báo cho họ biết Phạm Hào ngủm rồi. Hơn nữa Đinh Hùng Anh mới là người có tư cách nắm quyền kiểm soát sản nghiệp Phạm gia nhất. Phí sức như vậy làm gì? Trực tiếp xử chú Long đi. Cho dù chú Long có ngủ đi nữa thì người ngoài như anh trực tiếp lên nắm quyền, khó tránh có người không phục. Phạm gia này sớm muộn gì cũng là của anh. Cái gì là của cậu ta vậy? Không, không có gì. Ý tôi là những vật trưng bày đắt nhất buổi đấu giá hôm nay, Đinh Hùng nhất định sẽ lấy về thay cho Phạm Hào của chúng ta. Hoan nghênh các vị đến tham gia buổi đấu giá 4 năm tổ chức một lần này. Như mọi năm, tư cách đấu giá cuối cùng cần phải thông qua chọn lọc. Các vị đang ngồi ở đây đều là những người đứng đầu ở Long Thành. Tiếp theo, tôi sẽ lần lượt giới thiệu những người sẽ tham gia buổi đấu giá hôm nay. Đầu tiên, đại diện cho Phạm gia, anh Đinh Hùng. Cực kỳ vinh hạnh khi được tham gia buổi đấu giá lần này. Đồng thời, cũng rất cảm ơn chú Long
có thể để tôi đại diện cho Phạm gia tham gia buổi đấu giá. Buổi đấu giá lần này có một vị đại diện mới nữa, đó chính là Lê Vũ của chúng tôi. Anh Lê Vũ, chú Long, ý chú là sao? Buổi đấu giá cũng không có quy định, một nhà không thể có hai đại diện, đúng không? Chú tùy tiện kéo một người đến đây để đại diện Phạm gia, có phải hơi quá rồi không? Hay ý chú là chúng tôi đều là đồ ngu hết? Đinh Hùng, cậu ăn nói cẩn thận chút đi. Rốt cuộc thì chú Long quá đáng chỗ nào chứ? Hay là có một số người căn bản không đủ tư cách? Sao ở đâu cũng có mặt cậu hết vậy? Sao lại cướp thoại của tôi vậy? Không còn gì nói nữa rồi. Chú Long, người chú tìm sao không có quy củ gì hết vậy? Trễ chút nữa là mọi người ở đây phải chờ một mình hắn rồi. Không đợi được sao? Nếu không đợi được, cô đi trước đi, không cần tranh luận với họ nữa. Chỉ là mấy tên không biết trời cao đất dày thôi. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Sợ cái gì chứ? Hôm nay ở đây hắn không dám làm gì đâu, trừ khi hắn không muốn ngồi ở vị trí Phạm gia nữa, phải không Đỗ Linh? Không cần để ý đâu, cũng chỉ là mấy con chó mà thôi. Tôi nói này Đỗ Linh, cô nghe lời hắn như vậy, hai người không phải là làm chuyện mờ ám gì rồi chứ? Anh nói cái quái gì đó? Đừng tưởng tôi không có chứng cứ. Hai người mấy người sớm muộn gì cũng phải trả giá. Đi. Không phải anh ta đã nắm trong tay thứ gì rồi chứ? Hắn có cái rắm. Buổi đấu giá lần này tôi sẽ giúp cậu chiếm được một chỗ. Cảm ơn chú Long. Đến lúc đó cậu có thể tham dự với tư cách là đại diện của Phạm gia chúng tôi. Cái này không tốt cho lắm. Suy cho cùng tôi không sao đâu. Những người đó sẽ không quan tâm đến Phạm gia chúng tôi có bao nhiêu người đâu. Chỉ sợ đến lúc đó Đinh Hùng chắc chắn sẽ gây sự với cậu. Tôi chỉ hy vọng lúc đó cậu ta vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Như vậy tôi mới có thể làm cho hắn mất mặt được, nhân tiện có thể tạo cho tôi thêm động lực. Được, tôi tin cậu. Vòng so tài đầu tiên là giám định, người chiến thắng sẽ đủ điều kiện để tham gia buổi đấu giá cuối cùng. Tiếp theo, nhân viên của chúng tôi sẽ chuẩn bị món bảo vật đầu tiên. Lát nữa cứ chơi bình thường là được rồi, đừng quan tâm thắng thua quá. Trong mắt em, anh là kẻ hơn thua vậy sao? Anh có thiên nhãn mà, cái gì cũng nhìn được hết. Phải đó, lần trước quên nói với cô, anh Lê Vũ chơi xúc sắc, dù có che chắn cũng có thể nhìn thấy được. Anh ấy nói bừa thì có, chính anh ấy cũng nói là không thắng nổi mà. Anh thật sự có thể nhìn xuyên thấu đó, em không tin. Không tin sao? Anh bảo, hôm nay có phải anh mặc quần trong màu đỏ không? Vãi trưởng, tuyệt. Anh Lê Vũ, ở đây nhiều người như vậy, em xem, anh đã nói là anh không được nhìn. Không nói nữa. Đừng nói gì chứ. Chẳng lẽ em thật sự không mặc? Câm miệng anh lại. Tiếp theo chúng tôi sẽ mời hai người so tài vòng này. Đầu tiên là đại diện của Phạm gia, anh Lê Vũ. Cố lên, yên tâm đi. Xem anh biểu diễn đây. Anh Lê Vũ, đừng thua nha. Câm miệng cho tôi. Người thứ hai là, hay là để tôi cho. Dù sao Phạm gia chỉ cần một đại diện là đủ rồi. Được, vậy vòng đầu tiên sẽ do hai đại diện của Phạm gia thử sức. Được rồi, bắt đầu thôi. Một trăm ngàn tệ, món đồ tinh tế như vậy mà sao giá thấp thế? Chắc cũng không phải là đồ cổ gì. Thời nhà Thanh có một con thần thú bằng đồng dùng để trấn trạch xua đuổi tà ma. Lợi hại như vậy, ngay cả thời đại và tác dụng đều có. Đôi mắt này của mình cũng ngầu quá rồi.
Được rồi, bây giờ là đến thời gian phát biểu cách nhìn của mình. Món đồ đồng này giá trị cực kỳ cao, ít nhất cũng đáng giá 10 triệu tệ. Vậy còn anh Lê Vũ nghĩ thế nào? Tôi nghĩ hắn không hiểu con khỉ gì hết. Cái này chỉ có giá 100 ngàn. 100 ngàn sao? Cậu không biết xấu hổ thì cũng đừng làm mất mặt Phạm ra chứ. Chú Long, đây chính là người mà chú tìm đến sao? Vậy mời hai anh hãy phân tích chiếc đỉnh này đi. Để mà nói về chiếc đỉnh này, đây là báu vật cờ chôn cất từ thời Tần Hán. Được rồi đó, đây là chiếc đỉnh thanh đồng từ thời nhà Thanh. Phía dưới có khắc ký tự pháp trận, được dùng làm vật chấn tà, bảo vệ nhà cho các gia đình. Thời Tần Hán gì chứ? Sao cậu không kể từ thời bàn cổ luôn đi? Giá trị của nó tối đa cũng chỉ được 100 ngàn. Được rồi, tiếp theo đây, tôi xin công bố kết quả của cuộc thi này. Anh Lê Vũ đã thắng. Cảm giác bị vả vào mặt, chắc không vui đâu. Nhưng mà anh Đinh Hùng nói cũng đúng. Cái gì? Bởi vì chiếc đỉnh này quả thật đã được cố ý làm sai lệch theo lời của anh Đinh Hùng. Vì vậy, tôi tuyên bố kết quả cuộc thi này là hòa. Có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Rõ ràng là cậu ta đã nhìn nhầm. Anh Lê Vũ, xin anh về chỗ ngồi trước. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi tiếp theo. Cậu đừng tức giận như vậy. Cho dù tôi nói đó là một đống rác thì tôi cũng sẽ thắng thôi. Anh giỏi quá. Sao anh biết hay vậy? Nhưng mà kết quả vừa nãy không thỏa đáng, không tính. Quý ngày này, nếu anh cứ la lối ôm sòm như vậy, chúng tôi sẽ phải mời anh ra khỏi đây. Anh Bảo, ngồi xuống đi. Chú Long, chú Long ơi, mặc kệ cậu ta đi, lo chuẩn bị cho vòng đấu giá tiếp theo đi. Được rồi, sau mấy vòng thi vừa nãy, chúng tôi đã chọn ra 4 người chiến thắng. Đó chính là hai người đại diện cho Phạm gia là Lê Vũ và Đinh Hùng, cùng với Trần Thiếu Gia của doanh nghiệp Trần Hoa và La Thiếu Gia của tập đoàn La Thị. Tiếp theo đây, chúng tôi xin chính thức bắt đầu buổi đấu giá. Đinh Hùng, lát nữa đấu giá, cậu chống mắt lên mà xem. Được rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu đấu giá. Mời 4 vị đại biểu ra giá. Không giới thiệu gì cả, cũng không cho người ta xem, làm sao ra giá được? Chuyện này, buổi đấu giá này là để so tài về sự tinh mắt. Nếu ai có thể mua được đồ tốt với giá thấp, đó chính là bản lĩnh của người đó. Tôi trả 100 ngàn. Chờ đã, anh điên rồi hả? Tận 100 ngàn. Viên đá này trông thế nào cũng không đáng giá 100 ngàn. Hơn nữa anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Yên tâm đi Thẩm Tuyết, tiền của Lê Vũ tôi trả, nhưng cũng không thể tiêu xài bừa bãi được. Viên đá này trông thế nào cũng không đáng giá 100 ngàn. Tôi tin tưởng Lê Vũ. Được, 100 ngàn lần thứ nhất, 100 ngàn lần thứ hai, 100 ngàn lần thứ ba. Thành giao. Thằng nhóc cậu xài tiền của Phạm gia nên không thấy tiếc chứ gì. Nếu cậu không biết gì thì câm miệng lại đi. Đây là một miếng mài mực cổ, hơn nữa nhìn vào chất liệu và dấu hiệu oxy hóa, chắc đã có hàng trăm năm tuổi rồi. Nếu như tôi đoán không lầm, chắc là nó được làm thủ công. Anh Lê Vũ thật có mắt nhìn. Đây quả thực là một miếng mài mực, hơn nữa giá trên thị trường chắc khoảng tầm vài triệu. Anh giỏi quá, tuyệt vời. Anh Lê Vũ, anh đúng là... Đừng nói gì nữa, La Thiếu Gia của tập đoàn La Thị. Đợi đã. Theo lý mà nói, miếng mài mực như này thường rất quý giá. Về cơ bản đều là những tác phẩm tinh xảo, được chế tác tỉ mỉ. Miếng mài mực này sao lại giống như một cái đồ chặn giấy thôi vậy? Bởi vì đây là do một đại sư nào đó tự tay chế tác ra rồi tự sử dụng nó. Thì ra là vậy. Lê Vũ quả nhiên lợi hại, mèo mù vớ được cá rắn mà thôi. Có vài người
chỉ biết ghen ăn tức ở với người khác. Đinh Hùng, tôi nói cho cậu biết, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Tiếp theo đây, xin mời xem vật phẩm đấu giá thứ hai. Con dấu làm bằng dương chi ngọc, món đồ tốt. Bắt đầu đấu giá. 50.000, 150.000, 250.000, 300.000. 300.000 lần thứ nhất, 300.000 lần thứ hai, 300.000 lần thứ ba. Thành giao. Sao vậy? Không có ai tăng giá nữa sao? Mọi người hết tiền rồi hả? Buổi đấu giá này, điều quan trọng là giá giao dịch cuối cùng càng sát với tình hình thực tế của thị trường thì càng lợi hại. Miếng dương chi ngọc này nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300.000. Vì vậy, có tăng giá nữa cũng không có ý nghĩa gì. Anh đừng quá đề cao giá trị bản thân của mình. Nhà tổ chức lần này giàu to rồi. Có người bị dụ mà còn đắc ý như vậy. Chênh lệch giá nhiều nhất là 20-30 ngàn thôi. Tôi trả được. Cậu đang đố kỵ với tôi sao? Không thể nói như vậy. Cùng lắm chỉ là thấy đáng thương mà thôi. Chỉ là một viên đá sáp, giá trị tối đa cũng chỉ 2 ngàn. Lại có người trả 300 ngàn. Vãi cả trưởng. Dương Chi Ngọc cũng không biết còn ở đây ra vẻ gì nữa. Đúng không La thiếu gia? Nghe Lê Vũ nói như vậy, cái này đúng là giống như một viên đá sắt thôi. Nhưng không phải anh vừa nói, cái này chỉ là một loại đá gọi là đá sáp, chủ yếu phân bố ở khu vực phía Bắc. Phần lớn chức năng chính của nó là dùng để đánh lửa. Nếu như cậu không tin, cứ lên đó và ngửi thử xem có phải có mùi khét hay không. Anh Lê Vũ nói đúng, đây thực sự là một viên đá sáp. Cái gì? Buổi đấu giá các cậu lại đem thứ này ra để lừa đảo. Do bản thân không có mắt nhìn, đừng trách người khác như vậy. Cẩn thận chút. Là người phụ nữ của Phạm Hào, nhưng lại rất quan tâm đến anh em của anh ấy. Chúng tôi đều là người có địa vị, không giống với loại người như anh. Năm đó nếu không nhờ Phạm Hào, cô đã bị người khác bán làm gái từ lâu rồi. Anh nói gì thế hả? Nhóc danh, hôm nay cậu cứ ở đó mà kiêu ngạo đi. Tôi xem cậu có thể sống đến khi nào. Vật phẩm cuối cùng của hôm nay chính là bức tranh Dạ Yến Đồ. Rốt cuộc bức tranh này là sao? Sao giá lại liên tục chênh lệch giữa 2 triệu và 10 triệu vậy? Tình huống gì đây? Chúng tôi có thể lên đó xem thử không? Được. Bức tranh này nhìn từ chất liệu và nét bút thì quả thật không có vấn đề gì. Nhưng tại sao vừa rồi lại có thể nhìn thấy hai giá tiền nhỉ? Bức tranh này vừa nhìn đã biết là hàng thật, không thể chối cãi rồi. Được rồi, nếu các vị đã giám định xong, xin hãy về chỗ ngồi, chúng ta phải bắt đầu đấu giá rồi. Năm trăm ngàn Trần thiếu gia, doanh nghiệp Trần Hoa. 600 ngàn 800 ngàn 800 ngàn lần một, 800 ngàn lần hai, 1 triệu. La thiếu gia đã gọi đến 1 triệu rồi, còn ai ra giá cao hơn không? Sao anh không ra giá đi? Thằng nhóc này có gì đó, nó vẫn chưa tăng giá. Trước tiên đừng vội. 1 triệu lần một, 1 triệu lần hai, 1 triệu lần ba. Được. Thành giao. Chúc mừng La thiếu gia. Cảm ơn các vị. Cảm ơn các vị đã nhường tôi bức tranh lần này. Bức tranh này, giá thực tế của nó lẽ ra sẽ cao hơn, nhưng trước mắt mà nói, giá mà tôi đưa ra có lẽ là giá sát nhất với giá bức tranh ở tại đây rồi. La thiếu gia, không có ý mạo phạm, nhưng bức tranh này có thể có vấn đề. Về phương diện tranh chữ, tôi đã thấy nhiều rồi. Bức tranh này chắc chắn là hàng thật. Vậy có khả năng nào là bức tranh này vừa là hàng thật nhưng cũng là giả không? Ý của cậu là sao? Trước đó tôi muốn hỏi người dẫn chương trình một chút, buổi đấu giá lần này của chúng ta sẽ không có hàng giả đâu nhỉ?
Tất cả vật phẩm đều là hàng thật, nhưng về chất lượng thì cần các vị tự mình xem xét. Nếu đã là như vậy, bức tranh này thật ra là hai bức. Cậu nghĩ chúng tôi đều bị mua hả? Một bức hay là hai bức? Ngay cả cái này cũng không nhìn ra sao? Tôi không nói thế. Nếu cậu nghĩ bản thân mình ngốc, vậy thì tôi cũng hết cách. Lê Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì? Xem ra cũng chỉ có một loại khả năng này thôi. Lê Vũ, ban nãy tôi quan sát, chất giấy của bức tranh này dày hơn nhiều so với nửa bên còn lại. Vì vậy tôi đoán là bên dưới hẳn là còn một bức nữa. Cậu nói vậy là vậy sao? Có bằng chứng không? Này cũng dễ mà, trực tiếp xé ra là được rồi. Nếu cậu trực tiếp xé ra thì không phải tôi mất trắng số tiền này sao? Nếu như không có thì tôi bồi thường gấp 10 lần. Được, chúng ta cứ chốt vậy đi. Dám chơi dám chịu. Chàng trai trẻ, hay là để tôi giúp cậu đi. Hóa ra là Vương đại sư. Mãi vẫn chưa thấy ông. Tôi còn tưởng là ông không đến. Tôi đến muộn nên tìm đại một chỗ ngồi xuống. Lê Vũ, vị này là ông ấy hả? Hóa thạch giống của giới chơi đồ cổ đó, cho dù là lai lịch hay là thực lực, đều là người đứng đầu ở trong giới. Cái gì? Sao có thể được? Anh thật sự đoán đúng rồi kìa. Đoán cái gì chứ? Đây gọi là thực lực. Vậy nếu Vương đại sư đã ở đây, vậy thì mời ông hãy giám định bức tranh này một chút đi. Bức tranh này thực ra trước đây là một kiểu nhận hối lộ. Bề ngoài thì là hàng giả, tương đối bình thường. Hàng thật được giấu bên dưới. Bức tranh ở bên dưới ước tính giá thị trường trong khoảng 10 triệu. Không ngờ trong bức tranh này thật sự lại ẩn giấu bí ẩn. Cậu Lê Vũ, hôm nay may là nhờ cậu mà tôi kiếm được nhiều tiền vậy. Đâu có, ban đầu tôi cũng không nhận ra, lúc sau mới phát hiện ra. Hay là vậy đi, chúng ta qua lại nhiều hơn, kết bạn đi, cậu thấy sao? Anh đừng nói thế, anh không chê tôi là được rồi. Sao nào, cậu muốn làm gì? La thiếu gia người ta được lời nhiều như vậy, cậu không thấy vui mừng sao? Cậu đừng đắc ý. Nợ của chúng ta sau này từ từ tính. Vậy tôi cũng đi trước. Cô là muốn đuổi theo Đinh Hùng sao? Sao ngay cả chú cũng nói như vậy? Lê Vũ, hôm nay biểu hiện không tồi. Chú Long, tôi cũng cảm ơn chú đã cho tôi cơ hội. Buổi đấu giá đã kết thúc rồi, chúng tôi đi trước đây. Được, hôm qua nói với em rồi, có phải anh giỏi lắm không? Có chuyện gì vậy? Sao vội vàng như thế? Trong nhà kho đã mất một lô hàng. Ai mà to gan như vậy, dám trộm hàng của Phạm gia, mật khẩu của nhà kho. Chỉ có tôi, Phạm Hào và Đinh Hùng biết. Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Mặc dù là vậy, nhưng không có bằng chứng, chúng ta chỉ có thể theo dây bắt gà. Tra ra được lô hàng này đã đi tới một buổi đấu giá tư nhân. Được, vậy giờ tôi đi điều tra ngay. Vẫn nên để tôi đi cùng với cậu. Được, vậy khi nào thì đi? Tối nay đi ngay. Anh Lê Vũ, tôi còn tưởng là anh quên tôi rồi. Anh cũng đâu phải là vợ tôi. Tôi nhớ tới anh cả ngày làm gì. Đúng rồi, chị dâu hôm nay sao không đến? Chỗ hôm nay chúng ta tới, cô ấy không nên đi. Anh Lê Vũ, chúng ta sẽ không đi cái chỗ đó chứ? Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi chưa nói mà anh cũng biết sao? Im miệng đi. Giao điện thoại ra đây. Giao, giao điện thoại làm gì vậy? Nói nhảm cái gì vậy? Bảo anh giao thì giao đi. Anh còn đem mặt nạ nữa. Chúng ta không phải đi cướp ngân hàng chứ? Sao mà nói nhiều thế? Đeo đi. Chú Long, đúng giờ quá đấy.
Phải đúng giờ chứ? Không biết có nên nói không, nhưng mặt nạ này của chú cũng đẹp đó chứ. Mặt nạ cũng được lựa hả? Sao không nói sớm tôi cũng lựa một cái. Thiên Bồng Nguyên Soái không đẹp chỗ nào? Phải hơ à? Được rồi, mau ngồi xuống đi. Đây là gì vậy? Đây là số thứ tự của chúng ta. Số 21 ở trên đó có nghĩa là trước chúng ta còn 20 người nữa. Chúng ta chính là người thứ 21. Hiểu rõ quá nhỉ? Phải chăng trước đây đã từng đến? Làm sao tôi có thể đến những nơi như vậy được? Trước đây? Đúng rồi, trước đây có từng nghe anh Phạm Hào nhắc qua. Thằng nhóc này lần nào cũng lấy Phạm Hào ra làm bia đỡ đạn. Thật khó đoán. Thì ra là như vậy. Vậy có phải lát nữa sẽ giống như trên tivi không? Chỉ cần trong lúc tôi ra giá, tôi chỉ cần giơ bảng này lên. Được rồi, mời số 21 người đầu tiên ra giá. Xin hỏi anh đây, muốn ra giá bao nhiêu? Đồ ngốc. Tôi. Đúng vậy. Xin hỏi anh muốn ra giá bao nhiêu? Ra giá thấp. Giá thấp. Tôi ra giá thấp. Vâng. Khách số 21 ra giá 5 triệu. Còn vị nào muốn ra giá nữa không? 10 triệu. Sao đắt vậy? 10 triệu. Anh Lê Vũ sẽ không lỗ chứ? Không sao. Cái đó là đồ thật, không phải bẫy chứ? Lỡ như? Không có lỡ như, đều là hàng đặc trưng địa phương. Đó đều là những thứ không để lộ ra bên ngoài, cho nên mới được mua bán ở đây. Hơn nữa, anh hãy nhìn những người ngồi ở đây. Từng người một, ai nấy đều có thân phận cao quý hơn nhiều so với ở buổi đấu giá lần trước. Dám bán hàng giả ở đây, cho dù lấy mạng của ông chủ bồi thường, tôi cá chắc cũng không đủ. Nếu nói vậy, vậy anh bảo tôi hôm nay ngồi ở đây cũng coi như làm rạng danh gia tộc rồi. 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3. Thành giao. 10 triệu, vậy người đó mua lỗ rồi kiếm lại. Không lỗ không lời. 10 triệu cũng chỉ là giá gốc của áo giáp đó. Thứ này mà bọn họ cũng dám mua. Anh Lê Vũ, giờ không? Món đồ này nên cẩn thận vẫn hơn. Cho dù có lấy được nó rồi, cũng có thể sẽ là một rắc rối đấy. Chú Long, chú thận trọng quá rồi. Nếu đã đến đây rồi thì phải chơi tới cùng. Trương Bảo, giơ bảng. Phong thái này của cậu thật sự có chút giống với Phạm Hào đấy. Giống cái gì mà giống? Rõ ràng là tôi mà. Không phải sao? Chú Long, tôi giơ hay là không giơ đây? Giơ đi. Anh bảo ra giá thấp. Vị khách số 21 lại là người đầu tiên ra giá. Thưa anh, xin hỏi anh muốn đưa ra con số bao nhiêu? Giá thấp. Vâng. Kiếm thanh đồng này giá khởi điểm là 100 triệu. Có vị nào muốn ra giá cao hơn không? Chú Long, cái này 100 triệu đấy. Sợ sao? Sợ mua lỗ thôi. Giờ ngay cả tôi anh cũng không tin sao? Tôi nói cho anh biết, giá trị của thanh kiếm này cao hơn gấp mấy lần 100 triệu đấy. $500 triệu. $100 triệu lần 1, $100 triệu lần 2, $100 triệu lần 3. Thành giao. Chúc mừng quý ngài số 21.
Chúc mừng chú Long, lại kiếm thêm được một bảo vật nữa. Thanh kiếm này ước tính trị giá khoảng 500 triệu đấy. Tôi chỉ là cảm thấy nó đáng tiền. Không ngờ lại kiếm được thanh kiếm quý giá như vậy. Nhờ có cậu cả đấy. Bên dưới là vật phẩm số 3, mặt nạ hoàng kim. Mẹ ơi, đây là vàng nguyên chất sao? Coi anh nói kia, đó không phải vàng thật thì sao được đem lên đây? Mặt nạ vàng này là sản phẩm cuối cùng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Nó được làm bằng vàng nguyên chất ở thời đại nhà Tùy. Mọi người có thể đoán thử xem là ai đã tự tay làm ra mặt nạ này. Lê Vũ, cậu có nhìn ra không? Tôi đoán có lẽ là Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Ôi mẹ ơi, đây là mặt nạ của hoàng đế sao? Anh hiểu cái này sao? Không phải vừa rồi người đó nói cái gì đấy đấy đó sao? Thật không ngờ mà, vật phẩm chất lượng như vậy mà lại đem đến đây đấu giá. Sao vậy chú Long, món này có muốn không? Cậu thấy sao? 80% là vàng nguyên chất, mặt nạ Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Cậu cười cái gì? Mặt nạ vàng này giá khởi điểm là 80 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Bây giờ bắt đầu ra giá 80 triệu. 100 triệu. Danh con đã ra giá thấp còn dám đập bàn. Lê Vũ, không ra giá sao? Mặt nạ này có vấn đề. Không thể nào, ở nơi này còn xảy ra chuyện như vậy sao? Bọn họ đang khiến mọi người nghĩ ở một nơi như vậy sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này, nên mới dám ngông cuồng vậy. Làm sao mà cậu biết được? Vào thời điểm đó, do dân Du Mục phương Bắc thống trị hết tất cả, thế nên cái mặt nạ này chắc chắn là xuất phát từ bọn họ. Cậu chắc chắn không? Tôi cũng chỉ phỏng đoán. Nhưng mà không sao cả, chúng ta cũng chưa đấu giá mà. 180 triệu lần thứ 3. Chúc mừng số 3. Buổi đấu giá hôm nay tạm thời kết thúc. Các vị có thể nghỉ ngơi một chút. Chú Long, ba món này có cái nào của chúng ta không? Không có. Nhưng mà cậu đừng vội quá, quan sát thêm một lát nữa. Cái gì? Đậu xanh? Đó rõ ràng là thời nhà Nguyên. May mà tôi có dẫn theo chuyên gia. Mấy người đang chơi đùa chúng tôi hả? Lê Vũ, không ngờ là cậu đã nói đúng rồi. Tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Vậy thì kỹ năng đoán mò này của cậu thật sự rất lợi hại đó. Nếu không ai tới, có tin ông đập nát buổi đấu giá này không? Ai mà nóng tính quá vậy? Các người bảo đây là triều đại nhà Tùy, kết quả lại là thời nhà Nguyên. Cậu nói chuyện này phải giải quyết sao? Phải giải quyết chuyện gì? Người dẫn chương trình của chúng tôi đầu óc không được tốt, nên nhớ nhầm rồi. Hơn nữa thứ này là do cậu cam tâm tình nguyện mua mà. Có vấn đề gì sao? Các người rõ ràng tổ chức ra để lừa gạt mọi người. Chú ý đến ngôn từ của cậu đi. Cậu đã đến đây còn đem theo một vị chuyên gia, đoán sai hết mọi thứ ở đây, còn oán trách với ai nữa? Là Đinh Hùng. Cậu ta vậy mà là người phụ trách của nơi này. Đinh Hùng, ba người đây có phải là trùng hợp quá không? Khéo thật đấy. Sao mà ở đâu cũng gặp mặt cậu vậy?
Đinh Hùng, nơi này là của Phạm gia. Từ khi nào nó thành của cậu vậy? Tôi đã tài trợ cho nơi này một thời gian rồi. Có vấn đề gì không? Nếu như theo ý của cậu, những hàng hóa bị mất ở nhà đều do cậu làm hết phải không? Là tôi làm. Cái đồ xúc sinh, Phạm Hào đối tốt với cậu vậy, sao cậu lại làm điều này? Hôm nay nếu không phải bị tôi phát hiện, Phạm gia chắc chắn sẽ bị cậu làm cho tan nát. Anh Phạm Hào không còn nữa, tôi chỉ là giúp anh ấy quản lý một chút thôi. Hơn nữa, hàng hóa của Phạm gia bán vào khu vực Phạm gia, hợp tình hợp lý rồi. Thế tiền của Phạm gia cũng rơi vào trong túi của cậu, cũng hợp tình hợp lý sao? Tôi đã cống hiến cho Phạm gia nhiều năm rồi, chỉ là lấy một ít tiền dưỡng lão thôi mà. Anh Phạm Hào, từ khi nào thiếu tiền cậu hả? Nhặt cậu từ trong trại trẻ mồ côi ra, sống với cậu từ nhỏ cho tới lớn, coi cậu như anh em của mình. Cậu không những không biết ơn, thậm chí còn tự tay sửa anh ấy. Thằng nhóc cậu cũng biết nhiều chuyện nhỉ. Nhưng có một chuyện cậu nói sai rồi. Tôi không có sửa anh Phạm Hào. Nói nhảm. Không tin, mời mọi người tự xem. Là chú Long sai khiến tôi. Chú Long, chú ấy là nội gián, chú ấy muốn đoạt quyền, chú ấy muốn độc chiếm hết tài sản của Phạm gia. Điều này đúng thật là vớ vẩn. Đinh Hùng, cậu chơi đủ thủ đoạn rồi đấy. Sự thật ở ngay trước mắt, cậu có nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa đoạn phim này tôi cũng đã đăng tải. Hôm nay tôi sẽ thay mặt cho Phạm gia diệt trừ hậu họa. Anh Lê Vũ, đừng nói nhảm với cậu ta nữa, trực tiếp đánh luôn đi, vốn dĩ nhìn cậu ta không vừa mắt rồi. Ra tay đi. Các người, đến thử một tên xem nào. Không được rồi. Lê Vũ, bộ xương già này của tôi thật sự không chạy được nữa. Chú Long, chỉ cần còn sức lực thì vẫn có thể tìm đường thoát. Chúng ta phải sống sót. Anh Lê Vũ cứ yên tâm, mấy cái tên này ông đây lo được hết. Lê Vũ, là thiếu gia, anh bảo đi thôi. Được. Ông đạp các người. Cảm ơn La thiếu gia cứu mạng. Các người tin tưởng tôi đến vậy sao? Không sợ tôi bán đứng mọi người hả? Nếu cậu mà làm vậy thì tôi sẽ đá cậu 10 cái. Đúng vậy. Anh bảo của chúng tôi có danh hiệu là Diệp Vấn của Long Thành đó. Đúng rồi, tôi đã xem qua đoạn phim đó của mọi người. Nếu đã xem rồi, tại sao còn nhảy vào cái hố lửa này? Cậu đừng có quên, chúng ta đã kết bạn với nhau ở buổi đấu giá rồi. Bạn bè gặp nạn thì phải ra tay cứu giúp. Không ngờ đấy, La thiếu gia lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Được, tôi ưng cái tình bạn này của chúng ta rồi. La thiếu gia, nếu mà cậu lăn lộn ngoài giang hồ sớm 2 năm thì tôi sẽ công nhận cậu là đại ca. Không dám nhận. Tôi đó chỉ là người kinh doanh đàng hoàng. Anh bảo, anh còn muốn nhận thêm bao nhiêu đại ca nữa? Không thể ngờ Đinh Hùng lại làm loại chuyện như vậy. Tôi có sắp xếp cho mọi người đến biệt thự của tôi. Biệt thự của mọi người chắc đã bị giám sát hết rồi. Các vị, đây chính là nhà tôi. Đừng coi mình là người ngoài, cứ coi như đây là nhà mình. Bên này tôi đã sắp xếp quản gia rồi, chuẩn bị cho mọi người 1 ngày 3 bữa. Được, vậy thì vất vả cho La thiếu gia rồi. Bên tôi tạm thời còn chút việc, tôi đi trước đây. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi. Cảm ơn La thiếu gia. Thank you.
nhất định phải cẩn thận đấy. Gặp thế mạnh người đông, đừng tùy tiện hành động. Chú yên tâm đi, khiến chú phải lo lắng rồi. Có tôi ở đây, anh Lê Vũ sẽ không sao đâu. Chỉ là tôi cảm thấy không ổn. Sao sau này chú còn bắt đầu học theo tôi thế, biết dự đoán cả tương lai? Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Yên tâm đi, không có Phạm Hào thì không nên chuyện đâu. Được rồi, đi đây, nhất định phải cẩn thận đấy. Tôi ở đây chi viện cho các cậu. Lê Vũ, trên đường đi không có động tĩnh gì, cảm giác không đúng lắm. Cứu người quan trọng hơn. Thẩm Tuyết, đi. Thẩm Tuyết, Lê Vũ, là bom. Thẩm Tuyết, em đừng sợ, anh sẽ gỡ ra cho em. Anh Lê Vũ, anh có làm được không? Thiên nhãn hơi thiên nhãn, mau phát huy tác dụng đi. Đưa dao đây. Dây đảo nổ, dây xanh không nổ. Thời khắc quan trọng đã đến rồi. Lê Vũ, cứ để tôi. Trương Bảo, Lê Vũ, đằng sau. Đừng nói nhảm nữa, mau đi với tụi tao. Sao không bắn? Có phải là sếp của mày muốn bắt sống không? Mày không dám bắn, tao dám. Sếp chỉ bảo giữ mày còn sống. Nếu mày dám bắn thì hai đứa nó không xong đâu. Được, vậy thì chúng ta cứ đứng ở đây đi, đợi xem đồng hồ đếm ngược kết thúc. Ai sẽ toi đời đây? Vậy thì mày mau đi với tụi tao. Sao phải gấp? Chi bằng để tao gỡ bom trước rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nếu nó nổ, tụi mày đều sẽ toi mạng. Tao không sợ đấy. Mày sợ cái gì? Anh Lê Vũ, Trương Bảo, tôi tin anh. Người anh em, cái này là đồ thật đó, mày đừng có mà giỡn chơi. Lê Vũ, em tin anh. Em có thể hỏi anh một câu cuối được không? Anh sẽ lấy em chứ? Em phải hỏi bây giờ sao? Em sợ anh gỡ không được sao? Em nếu anh không chịu thì anh đến làm gì? Thật sự không sao này. Anh đã nói với em là không sao mà. Anh có thể đoán được cái này sao? Vậy em nghĩ anh sẽ gạt em sao? Cẩn thận, lần này sẽ không để mày thoát đâu. Bỏ súng xuống, mau lên. Em không sao chứ? Chú Long, chú thấy hai đứa mãi không quay lại, lo lắng hai đứa gặp chuyện gì nên chạy lên đây xem. Cũng may chú đến kịp thời, nếu không thì... Chú Long, anh Bảo, mau lên, đưa chú Long vào bệnh viện. Được, mau đi. Chú Long, dậy đi chú Long. Chú mau đứng dậy. Lê Vũ, anh bị thương rồi. Không sao đâu, anh chỉ bị chơi nhẹ thôi. Em cõng anh lên đi. Em xem thường anh như vậy sao? Những lời anh nói vừa nãy còn tính không? Vừa nãy anh nói gì vậy? Anh tính nuốt lời hả? Em xin lỗi, xin lỗi anh. Sao em còn khỏe hơn anh Bảo vậy? Em quên mất, em quên. Đi thôi. Anh Lê Vũ, việc giao cho anh đã làm xong hết chưa? Đã thuê người đi phát tán tin tức rồi. Lan truyền Đinh Hùng và Đỗ Linh thông đồng, có âm mưu sát hại Phạm Hào và chú Long. Nhưng vấn đề là nói những thứ này ra có ích gì? Anh không hiểu rồi.
có đôi khi dư luận còn đáng sợ hơn sự thật nữa. Đã hiểu. Đúng rồi, vậy còn Thẩm Phong thì sao? Mặc kệ anh ta không quan trọng. Đại ca, bây giờ bên ngoài đều đang đồn rằng là anh lấy mạng Phạm Hào, còn khử luôn chú Long nữa. Ở giang hồ, có thực lực và bối cảnh mới có tiếng nói. Cậu cho rằng dựa vào ba tin đồn nhảm đó? Được rồi, người ta cũng chỉ lo lắng cho anh thôi. Anh đi ra trước đi. Vâng. Muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Em vui không? Tất nhiên là vui rồi. Nhưng mà điều làm em hạnh phúc hơn, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Phạm gia là của hai ta rồi. Nhưng mà em có gì thì nói hết đi. Em có hơi lo lắng về tên Lê Vũ kia. Anh ta như âm hồn bất tán vậy. Hơn nữa, em cảm thấy không đơn giản. Trước đây anh đã nghe Thẩm Phong nói thằng nhóc đó có chút bản lĩnh. Chi bằng em đi xem thử thực hư ra sao. Cứ giao cho em loại việc này, em giỏi nhất đó. Anh Lê Vũ, vừa nãy có thuộc hạ báo tin nói là ở phía ven biển phát hiện ra thi thể của Thẩm Phong. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có một vết thương ở cổ, phỏng đoán là có người sát hại. Đây chắc không phải là do bọn xiết nợ làm đâu phải không? Không thể nào. Làm thành như vậy, người cũng mất rồi thì sao đem tiền chuộc được? Nói cũng có lý. Tôi suy đoán là việc này có khả năng là do Đinh Hùng làm. Không phải bọn họ cùng một nhóm sao? Đinh Hùng đó, ai biết được chứ. Giờ kệ anh ta đi. Trước đây anh ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, đây cũng là quả báo của anh ta. Alo, xin chào anh Lê Vũ, tôi là luật sư riêng của chú Long. Chú Long lúc còn sống có để lại cho anh một khoản tài sản, cần anh xác nhận lại. Được. Vậy chúng ta gặp nhau rồi nói. Tôi phải ra ngoài một chuyến chăm sóc cho em ấy. Trước khi chú Long qua đời, đã gọi tôi đến bệnh viện để lập di chúc bằng lời nói. Toàn bộ tài sản của chú ấy sẽ để lại cho cậu. Chú ấy còn nói gì nữa không? Trong đây có một đoạn ghi âm. Nếu như cậu cần, tôi có thể tạm thời tránh đi một chút. Cảm ơn. Lê Vũ. Không, nên gọi cậu là Phạm Hào mới đúng. Tôi sắp không gượng nổi nữa rồi. Tôi đã để lại toàn bộ tài sản của Phạm gia cho cậu rồi. Trong số đó còn có phần của ba cậu đã để lại cho tôi nữa. Tóm lại, đủ cho cậu dùng nửa đời còn lại rồi. Cậu đấy, phải sống cho thật tốt. Về phần Đinh Hùng, nếu như có thể thì đừng quan tâm tới hắn nữa. Cầm lấy số tiền này, ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới đi. Tôi không muốn thấy cậu không nhà, không con cái đâu. Cậu nhất định phải sống cho thật tốt. Thẩm Tuyết là một cô gái tốt, đừng phụ lòng con bé.
Trương Bảo cũng là một người anh em tốt. Cậu nhất định phải trân trọng cậu ấy. Còn nữa, con Lê Vũ, cậu đã nghe xong đoạn ghi âm rồi sao? Vậy bên này còn cần tôi giúp gì nữa không? Giúp tôi mở một công ty đi. Nếu Phạm gia đã không còn nữa, vậy tôi sẽ bắt đầu với một Lê gia hoàn toàn mới. Vậy cậu muốn mở nó ở đâu? Ở đây được không? Tất nhiên là được. Nếu như cậu muốn thì mua cả tòa nhà này cũng không vấn đề gì. Anh Lê Vũ, sau này thành công ty của chúng ta rồi. Đừng kích động thế. Phần hấp dẫn hơn đang nằm ở đằng sau. Nhìn anh chẳng ra gì cả. Cái này đã là gì? Lê Vũ đã dựa theo mật khẩu của cậu, tất cả tài sản của tập đoàn Phạm gia đều đã chuyển sang tên tập đoàn của chúng ta rồi. Đinh Hùng, kịch hay bắt đầu rồi. Anh Lê Vũ, Đỗ Linh muốn gặp anh. Cho cô ta vào. Vâng. Cô đến đây làm gì? Anh Đinh Hùng bảo tôi đến đây để thương lượng với anh. Tôi không có gì để nói với hắn cả. Cô về nói với hắn những gì hắn đã làm với tôi trước đây. Tôi sẽ bắt hắn trả lại gấp đôi. Anh Đinh Hùng đã đoán được anh sẽ như vậy, cho nên mới bảo tôi đến đây. Vả lại, đứng yên. Sao vậy? Lấy tay ra nào. Sao thế? Muốn xử tôi? Nghe nói anh đánh cược rất chuẩn. Tôi chỉ muốn cược với anh chút thôi. Trong khẩu súng này có đạn hay không? Vậy cô cứ bắn đi. Anh thật sự không sợ? Tôi cá là trong súng của cô không có đạn. Được, anh thắng rồi. Đi đây. Rốt cuộc là Đỗ Linh muốn làm gì đây? Những gì anh nói quả nhiên là đúng. Mắt của Lê Vũ quả thật có vấn đề. Thảo nào mấy lần trước hắn lại là ai nữa đây? Tôi là luật sư Trần của văn phòng luật sư Long Thành. Tất cả tài sản của Phạm gia bao gồm cả căn nhà này đã được tập đoàn Lê Vũ thu mua lại rồi. Cái gì? Đây là hợp đồng thu mua, anh có thể xem qua một chút. Tập đoàn Lê Vũ. Lê Vũ, tránh ra cho tôi. Anh không được vào. Dựa vào đâu mà cản tao? Ở đây không được vào. Được, mày đợi đó. Đây không phải Đinh Hùng sao? Chó Bảo Hà, bây giờ đúng là càng ngày càng không giống người mà. Đi mà rửa cái miệng cho sạch sẽ chút. Gọi anh Bảo. Hôm nay tôi không đến tranh luận với anh, cũng lười nói nhảm với anh. Tôi là đến tìm tên Lê Vũ kia. Anh Lê Vũ, bây giờ anh ấy đang bận rồi. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Anh vẫn còn nghĩ mình là một tên máu mặt sao? Không nói phải không? Được, vậy tôi đi đây. Khoan đã, anh giúp tôi chuyển lời tới tên rác rưởi kia. Nói với hắn đừng vội đắc ý, chờ tôi xử lý xong hàng tồn kho, tôi sẽ đến xử hắn đấy. Hàng tồn kho sao? Quên nói cho cậu biết, lô hàng tồn kho kia của cậu cũng bị anh Lê Vũ mua rồi. Cho nên bây giờ cậu không còn gì cả. Cái gì?
Đúng rồi, anh Lê Vũ còn nói, nếu muốn tìm anh ấy thì đợi ở đây, quỳ xuống mà đợi. Chờ một chút. Anh Lê Vũ, thế nào rồi? Anh Lê Vũ, hạ giận quá đi. Ngay dưới lầu, khi tôi vừa đi, liền thấy hắn quỳ bịch xuống đất. Tốt, trước tiên cứ để hắn quỳ ở đó đi. Nào, rượu vang tôi mới được tặng, thử đi. Cạn ly. Cậu thế này là bị sao vậy? Cậu biết rõ mà còn hỏi. Tôi đang quan tâm đến cậu mà. Cậu có thái độ gì thế? Đang hỏi cậu đó. Tôi quỳ cửa công ty lâu quá nên. Vậy cậu có biết tại sao không? Còn không phải là để thỏa mãn chút khoái cảm trong lòng cậu sao? Con người tôi ấy không biến thái đến mức như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy cái loại rác rưởi như cậu không xứng quỳ trước mặt tôi. Bây giờ cậu có chức có quyền, nhưng mà cậu đừng tưởng tôi không biết cái bí mật nhỏ kia của cậu. Sau này còn đi học xem bói nữa sao? Nào nói nghe chút, tôi có bí mật gì? Đôi mắt của cậu có vấn đề. Đúng rồi, quả thật là có vấn đề. Đôi mắt này của tôi bị cận đấy. Đủ rồi, tôi để Đỗ Linh thăm dò cậu. Đôi mắt của cậu có thể nhìn thấu. Tôi chắc chắn cậu nhờ vào năng lực này mới lấy được tất cả tài sản của tôi. Tài sản của cậu sao? Đó là của tôi. Tôi chẳng qua chỉ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi thôi. Đủ rồi, người của Phạm gia đều đã ngủm. Tất cả đều nên thuộc về tôi, thuộc về Đinh Hùng. Cậu còn có mặt mũi nói sao? Phạm Hào, chú Long, ai cũng là do cậu xử hết. Cậu câm miệng lại cho tôi. Không có bằng chứng thì ngậm miệng lại cho tôi. Được, cậu đúng là rất thông minh. Lúc cậu xử Phạm Hào rất sạch sẽ, không có một bằng chứng nào. Tôi biết, bây giờ tôi nói gì cũng không thuyết phục. Nhưng nếu tôi tìm một người tới nói chuyện với cậu, cậu đoán xem có phải sẽ khác không? Cậu có ý gì? Anh Bảo, dẫn vào đây. Sao cậu lại ở đây? Sao nào? Ngạc nhiên không? Đủ rồi chứ? Đủ rồi. Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi? Dẫn vào đây. Chính cậu ta đã xử Phạm Hào, sát thủ chuyên nghiệp, đưa tiền là làm việc. Nhưng cậu ta vì bảo vệ mình nên đã lén để lại chứng cứ. Làm tốt lắm. Người trước tiên giữ lại. Được. Tôi không quen người này. Ban nãy cậu còn hỏi người ta sao cậu lại ở đây mà. Bây giờ liền không quen nữa. Ban nãy tôi nhận nhầm. Được, vậy thì tôi sẽ giúp cậu nhớ lại một chút. Sẵn sàng chưa? Yên tâm đi, Đinh Hùng. Được, chắc chắn sẽ không thất bại đâu. Phạm Hào, hôm nay phải ngủm. Đoạn ghi âm này là làm giả. Cái này là tài liệu giám định của đoạn ghi âm. Không cần cậu tốn tiền, tôi đã giúp cậu giám định xong rồi.
Chuyện đến nước này, cậu muốn xử tôi sao? Xử cậu sao? Tôi không phải người như cậu. Nghe nói ở bên ngoài đang có khá nhiều người tìm cậu. Cậu bước ra khỏi cánh cửa này, tự sinh tự diệt. Tôi xin cậu, tôi xin cậu, xin cậu đừng thả tôi ra ngoài. Đinh Hùng, không phải cậu lúc nào cũng giỏi lắm sao? Hoảng lắm hả? Anh bảo kéo ra ngoài. Được. Đi. Xin mời, Đinh Hùng. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Đi theo cậu ta, đừng để cậu ta chạy mất. Vâng. Anh Lê Vũ, chuyện gì vậy? Đến rồi sao? Ngồi đi. Bây giờ chúng ta mỗi ngày đều phải tiếp xúc với việc chơi đồ cổ. Anh đó ít nhiều gì cũng phải hiểu một chút. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi ngày nào cũng học hết nè. Vậy sao? Vậy anh xem cái này chút đi. Đây là một bình sứ trắng xanh đúng chuẩn nè. Niên đại hẳn sẽ không quá lâu. Có lẽ là tác phẩm mà thời nhà Thanh phỏng theo thời nhà Minh. Cho nên sứ trắng xanh phỏng theo thời nhà Minh vẫn sẽ có sự khác biệt nhất định. Được đó. Nói y như sách luôn. Tất nhiên, nếu ban đầu tôi chăm chỉ học tập, bây giờ cũng là tiến sĩ gì đó rồi. Được rồi. Nói hơi xa rồi đấy. Anh Lê Vũ, vậy cái này, hỏi cũng trả lời đúng rồi. Có thưởng gì không? Đương nhiên có. Vậy đi, tôi thưởng cho anh. Tôi thưởng cho anh cái rắm nè. Anh Lê Vũ, từ khi nào mà anh trở nên bủn xỉn như vậy? Bủn xỉn cái gì chứ? Anh nói chưa đúng, mà đòi thưởng cái gì chứ? Đây là hàng giả sao? Đúng vậy. Cái này chính là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại. Anh Lê Vũ, sau này tôi chắc chắn sẽ học đàng hoàng. Còn nữa, món đồ này là bắt nguồn từ công ty chúng ta. Anh đi điều tra một chút, xem coi rốt cuộc là có chuyện gì. Sau này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này nữa. Được. Tuân lệnh, anh Lê Vũ. Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó em sinh ra đời. Chúc mừng sinh nhật của em. Bánh kem nhung đỏ. Sao không phải là bánh sô-cô-la? Có là được rồi, còn kén chọn. Mau, mau đi, mau ước đi. Ước gì vậy? Nói nhỏ cho anh nghe với. Muốn ăn sô-cô-la. Em không nói anh nghe đâu. Nói đi mà, nhỏ mọn quá đi. Nói ra mất linh đó. Anh đi mở cửa. Cái gì vậy? Không biết. Có người gửi thư đến. Ai vậy? Để anh xem. Em. Em gái. Khi em nhìn thấy bức thư này, anh đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi. Tha lỗi cho người anh tệ bạc này. Mê cờ bạc, không tiến bộ. Còn bắt em ngày nào cũng ra ngoài kiếm tiền, chịu khổ vì anh. Lúc nào cũng dốc lòng dốc sức, chưa từng than trách anh. Có lẽ anh đã hiểu ra, nhưng khoảnh khắc em nằm xuống ở trước mặt anh, cuối cùng anh cũng biết em mới là người duy nhất trên thế giới này không bỏ mặc anh. Lần này anh quyết định làm một việc nên làm, có thể là điều duy nhất mà người làm anh này làm vì em. Đừng bận lòng về anh, sống thật tốt, phải thật vui vẻ em nhé. Còn nữa, nói với Lê Vũ, nếu tên nhóc đó dám ức hiếp em, anh có làm ma cũng không tha cho nó đâu. Được rồi, tới đây thôi nhé. Yêu em, anh trai. Thẩm Phong. Thì ra Thẩm Phong đã đi tìm Đinh Hùng rồi. Anh tưởng rằng không thể nào. Đây là sao mình lại quay về cơ thể mình rồi? Phạm Hào, chào anh. Lê Vũ, chuyện này là sao vậy? Tôi cũng không biết. Không ngờ tôi làm Lê Vũ nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên gặp cậu
Cảm giác này có chút kỳ lạ đấy. Nhưng mà thực ra mọi chuyện anh làm trong thời gian qua tôi đều biết hết. Không phải cậu ngủ rồi sao? Cậu, tôi cũng không rõ, chỉ thấy nó giống như xem phim vậy. Tôi có thể nhìn thấy nhưng không làm gì được hết. Vậy tôi và Thẩm Tuyết không sao đâu. Thực ra đối với cô ấy mà nói, tôi luôn luôn ở đó. Có điều sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy rồi. Người anh em, cậu yên tâm. Tôi thề, tôi nhất định sẽ làm cho Thẩm Tuyết trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Thực ra sau khi tôi mất, điều không yên tâm nhất chính là Thẩm Tuyết. Nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình như vậy, tôi cũng thấy yên tâm rồi. Tôi đi trước đây. Lê, Lê, Lê Vũ, Lê Vũ ơi, Lê Vũ, cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Thẩm Tuyết cả đời này mà. Lê Vũ, sao mấy người lại đến đây? Cái này, tôi có việc muốn tìm anh thương lượng. Có việc gì, nói luôn đi. Chuyện là như vậy, chính là chương trình lần trước có chút trục trặc. Nhưng mà chúng tôi đã chỉnh sửa qua rồi. Cũng là muốn phát lại chương trình này. Vì vậy muốn hỏi anh một chút, anh có tiện xuất hiện với vai trò là người giám định không? Anh Lê Vũ, hành động lần trước của chúng tôi quả thực có chút mạo phạm. Hy vọng anh sẽ cho chúng tôi cơ hội để sửa sai. Lê Vũ, tôi đây cũng không phải là người hay để bụng. Nếu mấy người đã có thành ý như vậy, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Anh Lê Vũ đúng là rộng lượng. Thực ra cũng không rộng lượng hay gì cả đâu. Suy cho cùng, tôi cũng có tham gia chương trình này. Hơn nữa, tôi cũng là một trong những nhà tài trợ. Tất nhiên tôi có nghĩa vụ đưa chương trình này quay trở lại nền nếp. Phải đó, anh nói rất đúng. Thực ra mặc dù lần trước có xảy ra chút vấn đề, nhưng mà độ chú ý tổng thể thì ngày càng tăng. Sau này chỉ cần chúng ta làm tốt hơn nữa, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi mà thôi. Không sao, cho dù có bị hạ bệ uy tín, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau tìm cách, vậy chắc chắn vẫn có thể kéo lại được rồi. Vâng, đúng vậy, chỉ cần anh ra mặt, nói gì cũng đúng hết. Được, vậy chúc cho chương trình của chúng ta ngày càng phát triển. Đúng, ngày càng phát triển, nhất định. Vất vả rồi, được rồi. Anh nói rồi, đây là giả đó. Đâu có. Đợi một chút. Ai vậy? Tới liền. Ai vậy? Anh là ai vậy? Thẩm Tuyết, cô đắc tội với ai? Đừng nói là quên rồi nhé. Lê Vũ, anh muốn làm gì? Đại ca tao nói rồi, chỉ cần Thẩm Tuyết không liên quan đến mày. Đại ca mày bị mù rồi phải không? Mà lại muốn dẫn người phụ nữ của Lê Vũ tao đi. Mặc kệ mày là ai, giao người ra mau. Nếu không, mày tới số chắc rồi. Có bản lĩnh thì thử đi, tao sẽ cho mày biết tay. Nào, danh con, mày chán sống rồi phải không? Thẩm Tuyết, mau chạy đi. Chạy đi? Muốn chạy sao? Lê Vũ, Lê Vũ ơi, anh không sao chứ? Lê Vũ, đồ thối tha. Đây là Thẩm Tuyết. Không ngờ phải không? Lại là chuyện gì nữa đây? Chị dâu, là tôi. Anh Bảo, anh thấy tôi diễn giống không? Anh Bảo, anh vẫn quá đáng như vậy. Nhưng mà phải nói, anh diễn cũng giống thật. Đặc biệt là con dao kia làm cho vai tôi đau đó. Anh Lê Vũ, Lê Vũ, không phải anh, anh không sao chứ? Chị dâu ơi, diễn kịch thôi mà. Cái này là gì vậy? Chơi vui đó. Lê Vũ, nếu lần sau anh còn dám đùa như vậy nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Được rồi, anh xin lỗi em nhé. Vậy thì còn được. Thẩm Tuyết, em gả cho anh nhé. Cái này, anh không có thành ý gì cả. Như vậy còn chưa đủ thành ý. Anh Lê Vũ đã mở cho chị một quán cà phê sang trọng nhất ở Long Thành rồi. Anh Bảo, nói anh ngốc đúng là ngốc thật. Quán cà phê? Thật hả? Lê Vũ, đúng vậy. Đã đủ thành ý chưa?
Vậy em sẽ vì quán cà phê đó. Miễn cưỡng đồng ý anh vậy. Tốt quá rồi. Hồn đi. Hồn đi. Đồ thần kinh. Bây giờ là lúc nào rồi? Mau. Tôi chụp cho anh một tấm. Hôn nhau đi. Đúng, đúng rồi.